À, anh em xem mẻ cá rô đồng này, xem làm món gì. Xem đây, cá rô đồng cụ này, đúng một bàn tay luôn. Wow, ôi trời ơi, toàn hàng cụ thôi. Đây, đây con này mới là con cụ. Con này mới là con cụ này. Ôi rồi, to đúng bằng bàn tay luôn. Gậy một phát nó rơi xuống. Kinh khủng khiếp to. Bây giờ sẽ làm món gì? Cá rô nướng muối. Đá tiếp.